COVID-19 vẫn đang là nỗi ám ảnh ở nhiều quốc gia, không chỉ đe dọa sức khỏe, mà đời sống thường ngày của người dân cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Mới đây, mạng xã hội lan truyền câu chuyện về một đám cưới đặc biệt diễn ra trong mùa dịch. Một ông bố người Ấn Độ đã nghĩ ra cách độc đáo để ngày cưới của con trai diễn ra hoàn hảo mà vẫn đảm bảo an toàn cho mọi người. Ông bố đã gửi thiệp mời đến quan khách và kèm theo ghi chú sẽ vận chuyển đồ ăn tới tận nhà nếu họ không thể đến đám cưới được. Cách làm này nhận được rất nhiều sự ủng hộ và khen ngợi. Dù không thể trực tiếp nhưng bạn bè và người thân vẫn có thể chung vui với gia đình cô dâu chú rể, chỉ là theo một cách khác đặc biệt hơn mà thôi. Nhà trai rất chu đáo khi chuẩn bị cổ cưới gửi đến các khách mời. Trong thiệp cưới ghi rất rõ thực đơn 12 món và chủ nhà cũng cẩn thận khi chú thích rõ vị trí mà đồ ăn sẽ đặt trên chiếc lá chuối to gửi kèm theo. Các món ăn sau khi hoàn thành sẽ được bỏ vào hộp và đựng trong những chiếc lan rất lịch sự rồi vận chuyển đến trước cửa nhà. Có tới 700 túi thức ăn được giao đến 250 ngôi nhà. Khách mời nhận được chỉ cần bày biện ra đúng như hướng dẫn, bàn ăn tại gia nhưng không khác gì tham gia vào một bữa tiệc cưới thật khiến mọi người đều thích thú. Câu chuyện về cách để đám cưới đi qua mùa dịch an toàn của ông bố người Ấn Độ vẫn đang nhận được lời mến mộ từ chia sẻ cộng đồng mạng. Còn bạn cảm thấy sự việc này như thế nào? Hãy cùng chia sẻ dưới phần bình luận nhé!